2020 đã đến rồi và Trang xin chúc cho các bạn trong năm nay sẽ có được thật là nhiều những dự định hay, thú vị và điều quan trọng nhất là biến được tất cả những dự định đó trở thành hiện thực nhé. Năm mới thì chắc hẳn là ai cũng có nhiều điều hay để nghĩ đến, nhiều thứ muốn làm. Nhưng mà liệu có điều gì chúng ta không nên làm không nhỉ? Trong video này sẽ là 3 điều mà Trang tổng kết được chúng ta không nên làm trong năm 2020 nhé. Điều đầu tiên mà ngay lập tức các bạn nên gạch ra khỏi những việc nên làm trong năm 2020 đó là để người khác nói cho bạn rằng bạn nên làm gì hay phải làm gì. Điều này nói nghe thì dễ thôi nhưng mà thực hiện thì không dễ một chút nào đâu. Bởi vì chắc chắn các bạn đã gặp phải những câu nói của những người như sếp mình nói là các bạn phải ở lại làm thêm giờ, các bạn phải làm thêm dự án này, các bạn phải làm theo ý của sếp. Hay là bố mẹ mình ngăn cản không muốn cho mình ra ở riêng, không cho mình đi chơi, không cho mình làm một dự án mới. Hoặc là người yêu của mình không muốn mình dành thời gian cho bản thân mình mà lúc nào cũng muốn là phải ở cạnh người yêu của mình, dành thời gian bên nhau, vun đắp tình cảm nhiều hơn. Các bạn nghe thấy có nhiều không ạ? Đừng hiểu nhầm ý Trang là trong những tình huống đó các bạn nên từ chối họ thẳng thừng hay là phũ phàng nhé. Những người mà có khả năng yêu cầu bạn là một điều gì đó mà bạn thực sự làm theo á, chắc chắn là những người có tầm ảnh hưởng lớn với bạn hoặc là những người rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Thế nên cách để có thể không để cho ý kiến của người khác ảnh hưởng tới cuộc sống của mình đó là khéo léo nhưng nhất quyết là phải kiên định và một cách có lý lẽ nói chuyện và thuyết phục họ. Ví dụ như nếu sếp của bạn muốn bạn làm thêm giờ hay là muốn bạn làm thêm một dự án mới, hãy khéo léo nhưng kiên quyết giải thích với sếp rằng mình đã có đủ khối lượng công việc để làm rồi và bạn muốn tập trung hết thời gian, công sức để hoàn thành tốt những việc mà mình đã nhận thay vì cái gì cũng nhận rồi lại sôi hỏng bỏng không. Nếu như bố mẹ của bạn ngăn cản bạn không cho bạn ra ở riêng hoặc là không cho bạn được theo đuổi đam mê của mình thì hãy giải thích với họ rằng bạn biết bố mẹ rất quan tâm đến bạn nhưng cách để bạn có thể trưởng thành duy nhất đó phải là lăn lộn và thử thách, đó là đối mặt với những gian nan. Và hãy nói với bố mẹ đặt niềm tin ở mình để mình thực sự có cơ hội được trưởng thành. Còn nếu như bạn trai, bạn gái, người yêu của các bạn lúc nào cũng mong muốn hai bạn được ở bên nhau và như thế thì bạn cũng chẳng có thời gian gì dành cho bản thân mình nữa thì tại sao cả hai bạn không cùng nhau tạo ra những hoạt động mà cả hai cùng có thể phát triển bản thân? Ví dụ như là cùng đến phòng tập, cùng chơi một môn thể thao hay là cùng làm một dự án gì đó, cùng đi học một lớp kỹ năng nào đó. Bằng cách đó thì cả hai vừa vẫn có thể dành thời gian được cho nhau mà lại có thể cùng phát triển và cùng nhau lớn lên. Quá tuyệt vời cần gì? Cuộc sống chỉ có 10% là những thứ xảy ra với bạn, còn 90% là thái độ và cách ứng xử của bạn đối với những sự kiện đó. Thế nên năm 2020 đừng để người khác nói rằng bạn phải làm gì nhé. Điều thứ hai mà nhất định các bạn không nên làm đó là để người khác làm các bạn buồn, tổn thương hay là tuyệt vọng. Có một điều Trang học được trong quá trình lớn lên đó là độc lập không chỉ có nghĩa là độc lập về tài chính, tự lập trong cuộc sống mà còn có nghĩa là độc lập trong cả cảm xúc nữa. Đối với Trang thì độc lập trong cảm xúc có nghĩa là các bạn không để cho lời nói của người khác, cảm xúc của người khác, hành động của người khác ảnh hưởng tới tâm lý, suy nghĩ của các bạn, khiến cho các bạn trở nên yếu đuối hoặc là mất tự tin hoặc là mất cân bằng trong cuộc sống của mình. Không có người thành công nào mà tâm lý lại không vững vàng. Lúc nào họ cũng làm chủ tất cả mọi thứ và luôn luôn sẵn sàng cho mọi điều trong cuộc sống có thể xảy ra. Để có thể làm được việc này thì đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rất rõ bản thân mình cần gì và muốn gì đã. Điều thứ hai, Trang có một cái cách này rất là hay. Các bạn hãy luôn luôn hình dung như trong tay mình là một cái vợt tennis và quả bóng tennis cũng giống như là cảm xúc mà người khác mang lại cho bạn vậy. Các bạn có quyền để cho người khác ném những quả bóng tennis đó vào mình. Đó có thể là những lời chê bai, đó có thể là sự giận dỗi, đó có thể là sự buồn bã, sự thất vọng mà người khác gieo cho bạn và ném lấy bạn. Các bạn có thể chọn cách là để cho những quả bóng tennis đó ném đến mình và làm mình tổn thương. Nhưng các bạn cũng có thể chọn cách là cầm cái vợt lên và ném trả những quả bóng tennis đó quay trở lại. Các bạn có quyền không nhận những lời đó vào bản thân mình và tất cả những gì diễn ra xung quanh của các bạn cũng chỉ là một tấm gương phản chiếu của suy nghĩ người khác đến với bạn mà thôi. Còn bạn cần phải là người hiểu bản thân mình rõ nhất. Và điều thứ ba đừng làm nhé, đó là từ bỏ sau thất bại lần đầu tiên.
Sarah Blakely là nhà sáng lập của thương hiệu quần tất lớn nhất trên toàn thế giới, Spanx, thì từng kể câu chuyện ngày bé của cô ấy là mỗi ngày mà cô đi học về á, thì bố cô ấy lúc nào mặt cũng rất là háo hức, hỏi là: "Này Sarah, tuần này con có thất bại gì không? Kể cho bố nghe đi." Nếu như mà Sarah nói là không có thất bại gì cả thì mặt của ông bố rất là buồn, bởi vì ông ấy nói rằng nếu như mà không có thất bại thì có nghĩa là con đang không thử, con đang không dám làm. Điều này rất là hay, và Trang thấy rằng nếu như sau này mình là bố mẹ thì chắc chắn là mình cũng sẽ khuyến khích con cái làm điều tương tự, khuyến khích con cái sai nhiều hơn, và mình cũng háo hức để có thể được nghe những trải nghiệm, những chia sẻ của con mình về những thất bại đó. Bởi vì có sai thì mới có nghĩa là có làm, còn không sai có thể là thành công, nhưng mà trường hợp này ít lắm nhá, hoặc có thể là chẳng làm gì cả. Đừng sợ sai và hãy cứ tiếp tục thử, đặc biệt là mới chỉ có lần đầu tiên. Thậm chí là khi cái sai lần đầu tiên đó, nó khiến cho cuộc sống của các bạn trở nên đảo lộn, nó khiến cho thế giới dường như sụp xuống và khiến cho bạn không dám đứng dậy để nhìn ngắm những người xung quanh, hay là xung quanh chỉ nhìn thấy toàn thất bại. Nhưng nếu như các bạn có thể thực sự vững vàng để vượt qua cái sai lần đầu tiên đó thì bài học chắc chắn cũng sẽ rất lớn. Cái sai càng to thì bài học càng lớn mà. Thế nên nếu như mới chỉ thất bại lần đầu tiên thì cố gắng lên, đứng dậy mình đi tiếp, không bỏ cuộc. Ít nhất là cố gắng đến lần thứ hai đã mà vẫn không được và vẫn chẳng học được bài học gì thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ xem là có bài học gì khác hay hơn hoặc có cái gì khác hay hơn để thử hay không. Nhưng đừng bỏ cuộc ở lần đầu tiên nhé. Trong năm nay thì các bạn muốn kênh IM Mai Trang sẽ thay đổi như thế nào để có thể mang lại cho các bạn nhiều lợi ích hơn? Thay đổi về góc quay, bố cục quay, về nội dung, về các chủ đề, hay là nhiều video hơn, hay là ít video hơn? Có điều gì các bạn muốn góp ý dành tới cho Trang thì nhớ hãy comment ở phía bên dưới nhé. Một lần nữa thì xin chúc các bạn sẽ có một năm 2020 ngoài mong đợi của mình luôn đi. Và hãy cùng nhau vượt qua những thử thách của năm nay để chứng tỏ bản lĩnh của mình, cũng như là đừng quên luôn luôn có năng lượng tích cực trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối thứ hai tuần sau. Tạm biệt!